Nở rộ xe hớt tóc dạo giá cao, điểm hớt tóc miễn phí tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người hốt bạc từ dịch vụ hớt tóc dạo trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, từ đó quyết định mở rộng mô hình kinh doanh này. Đã xuất hiện từ nhiều năm trước song gần đây, dịch vụ hớt tóc dạo tại thành phố Hồ Chí Minh tràn ra lề đường nhiều hơn bởi tác động từ dịch COVID-19 kéo dài. Ông Lê Thanh Hải, chủ tiệm hớt tóc tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết tiệm của ông phải đóng cửa suốt mấy tháng trời khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ và thành phố phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Ông cũng như nhiều chủ tiệm hớt tóc khác đã linh hoạt chuyển sang dịch vụ hớt tóc dạo, phục vụ khách hàng tại nhà hoặc tại bất cứ địa điểm ngoài trời nào được cho phép. Giá hớt tóc phục vụ tận nơi thường cao gấp đôi so với tại tiệm. Tuy vậy, cũng có thợ hớt tóc không tăng giá đối với khách quen, ông Hải cho hay. Hốt bạc từ dịch vụ hớt tóc tại nhà hoặc ngoài trời trong giai đoạn hạn chế tiếp xúc để phòng chống dịch COVID-19, không ít chủ tiệm hớt tóc đã lên ý tưởng mở rộng mô hình kinh doanh hớt tóc ngoài trời để phục vụ khách dọc đường có nhu cầu đột xuất hay muốn trải nghiệm không khí hớt tóc ngoài trời. Theo ông Đoàn Minh Kiệt, thợ hớt tóc lâu năm, làm thuê cho nhiều hệ thống tiệm hớt tóc tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch Covid-19 khiến số người có nhu cầu hớt tóc ngoài trời tăng lên đáng kể. Đa phần khách ưa thích hớt tóc ngoài trời bởi không khí thông thoáng, giảm tiếp xúc quá nhiều người. Do đó, dù dịch vụ hớt tóc ngoài trời giúp chủ tiệm tiết kiệm chi phí điện, nước, thuê mặt bằng, không nhỏ xong giá hớt tóc lại ngang bằng hoặc cao hơn trong tiệm. Phần lớn dịch vụ hớt tóc ngoài trời được tổ chức trên xe tải, xe khách để dễ dàng di chuyển qua các con phố nhỏ, các khu dân cư. Không gian được cải tạo từ xe tải, xe khách cũng khá rộng đủ để bố trí bàn, ghế, bảo đảm ánh sáng. Thông thường, giá hớt tóc tại các cửa tiệm di động này khoảng 80 000 đồng một người. Ngoài hớt tóc dạo giá cao, tại thành phố Hồ Chí Minh những tháng gần đây, các điểm hớt tóc miễn phí cũng nở rộ. Những người có tay nghề, mong muốn làm từ thiện, đã tập hợp nhau lại, tận dụng không gian vỉa hè thông thoáng để tổ chức hớt tóc với phí không đồng. Các điểm hớt tóc miễn phí này chủ yếu phục vụ giúp đỡ người lao động, người nghèo. Một số điểm hớt tóc miễn phí khác do các hệ thống dạy hớt tóc, tiệm hớt tóc tổ chức để học viên được thực hành hớt tóc. Nếu khách chấp nhận để các học viên thử nghiệm, họ sẽ không phải trả phí hớt tóc. Chúng tôi nhận nhiều học viên nên phải tổ chức hớt tóc miễn phí ngoài lề đường để tăng cơ hội rèn luyện tay nghề cho học viên. Tuy nhiên, do học viên tay nghề còn yếu nên bắt buộc phải có thợ lành nghề tham gia giám sát cũng như khắc phục những kiểu tóc chưa đạt cho khách. Ông Hoàng Tuấn Hùng, chủ tiệm hớt tóc ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết